find the lovers at the bar, it's where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. I'm moving and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Down to my hands, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. I push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. You were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every night it's covered in something brand new. I'm in love with your body. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Ok, thì như anh em đã thấy là hôm nay, như trước mặt anh em này là Mini World đó anh em. Có bạn nào nhận ra đây chính là game Mini World không nào? Có một số bạn hôm qua khi mà mình livestream á, thì các bạn bảo là trời ơi, nhìn cái giao diện này em không nhận ra là Mini World luôn anh. Đó, thì đối với mình thì mình thấy là cái giao diện này nó khá là cute, fo mai que, và nhìn nó khá là cartoon, thì kiểu như là nó khá là hoạt hình đó anh em. Không nói nhiều nữa, thì hôm nay khi mà mình thấy các bạn cập nhật này nè, thì mình vào á thì mình phát hiện ra là nó cập nhật rất là nhiều những cái skin mới luôn. Đó, đây anh em thấy là trong đây nó có những cái bộ đồ của kiếm sĩ nè. Đó, nhìn ngầu không? Đó, có bộ đồ của gì ta, thái giám nè. Thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là mình sẽ sử dụng 300 xu của mình để mình có thể gọi là sao ta, mua hết đống skin này, đống skin mới ra này. Ok, chúng ta bắt đầu mua thôi nào anh em. Bây giờ để mình xem coi. Mình sẽ mua hết cái đống skin này, sau đó mình sẽ làm một cái biểu diễn thời trang cho anh em xem. Đó, để mình xem nhá. Đầu tiên sẽ là cái bộ đồ kiếm sĩ này. Đó, anh em nhìn thấy khá là đẹp không? Đó, mua luôn. Rồi, mua nè. Áo này có tên là áo nghệ nhân anh em ơi. Đó, áo nghệ nhân. Tiếp theo là một cái bộ đồ gọi là sao ta, kiểu dạng như là samurai mặc trên người đó. Ơ, khoan từ, trước tiên mình mua cái bộ này trước đi. Bộ này nhìn khá là đẹp nè. Mua bộ này trước, mua nè. Đó. Tiếp theo là mình sẽ mua cái áo này. Cái áo này nhìn khá là ngầu, mua luôn. Đó, áo này có tên là áo kimono cáo. Ồ, cái tên cũng khá là đẹp đó chứ. Mua luôn nè. Rồi, mình sẽ mua hàng dọc nha. Sau đó là đến cái lượt cái tai mèo này. Cái tai mèo này khá là dễ thương nè. Mua luôn, còn đợi gì nữa nào. Đó, và một cái tai của bạn nữ đeo cái nơ ở trên đầu. Cái nơ này khá là to. Ok, mua luôn, đợi gì nữa. Ok, thấy chưa, mình nói đúng luôn, thấy không? Đây là tóc nơ nè anh em. Tên của nó là tóc nơ nè. Nói đúng luôn, thấy không? Đó, tiếp theo nữa là một cái đầu của một bạn, hình như bạn này là otaku. Đó, đội một cái gì ta, cái mặt nạ hình con mèo. Đó, đeo ở trên đầu thế này, nhìn khá là ngầu lòi luôn, khá là đúng phong cách Nhật Bản luôn. Mua luôn nè. Ok, mặt nạ hồ ly. À, cái này con hồ ly hả? Mình tưởng là con mèo chứ. Ok, rồi, tiếp theo là áo của công chúa. Mua luôn. Vô đi. Ok, áo này có tên là áo Miko. À trời ơi, tính ra là mình mua mấy bộ skin này xong, mình còn được học thêm những cái tên của những cái bộ quần áo này nữa. Áo Miko hả? Ok, rồi, tiếp theo nữa là mình nghĩ là cái áo này áo gì, lão gì. Wow, sao áo này nhìn sexy quá vậy? Trời là trời, anh em nhìn kìa. Wow, hở rúng nữa, trời ơi, bẻ nồi. Mua luôn. Hở bụng đồ cái kiểu. Ok, mua nè. Hay là cái áo này, mua luôn. Nào, áo này là áo váy cá vàng. Bẻ nồi tên lạ vậy. Ok, hay là áo này là áo cũng, hai cái áo này là chắc là kiểu giống nhau anh em. Nhưng mà áo bên đây là của nam, còn áo bên đây là của nữ hay sao á. Mình nghĩ là như vậy, tại bên đây nhìn nó khá là nó sánh lại có được cái miếng thép hay là cái miếng sắt gì dính ở trên áo nè. Giáp à, hay là gì ta. Thôi mua luôn đi. Đó. Ok, tiếp theo nữa để xem có cái gì mình chưa mua. Ô, đôi giày, đôi guốc nè. Quên mua đôi guốc, mua đôi guốc luôn, còn để gì nữa. Ok, guốc này có tên là guốc mộc, là guốc bằng gỗ anh em. Ô,
một cái bánh đeo sau lưng. Wow, nhìn ngầu nha, nhìn dễ thương nha. Nên mua không nhỉ? Thôi mua luôn đi, lỡ hứa là sẽ mua hết tất cả luôn mà, mua luôn. Ok. Donut ngọt ngào. Cái đuôi cáo chín đuôi này nè thì hôm qua mình đã mua rồi, hôm qua mình đã mua ở trên cái livestream rồi anh em nè. Coi nè, đó, cái đuôi này là những cái đuôi của cáo ở đây mà trong này nó có 1 2 3 4 5. Sao có 5 cái vậy? Cáo chín đuôi phải có 9 cái chứ. Hay là nó giấu mấy cái trong váy ta? Ok, kệ đi, kệ đi. Ok. Ở bên dưới đây thì có những cái bộ skin này là những bộ skin cũ rồi và mình chưa có ý định sẽ mua. Mình chỉ nói là mình sẽ mua hết những cái skin mới cập nhật. Đây là bộ những cái bộ skin này thôi. Quên còn cái tóc này nè, mua luôn. Tiếng tần. Ok, đó là mình mua full hết cái bộ skin, mấy cái bộ skin Nhật Bản luôn nè. Ôi, ở đây nó có cái con mắt nhìn dễ thương quá nè. Với bộ váy. Ồ, bộ váy màu cam à. Nhìn dễ thương hết nha. Cũng được chứ. Hôm qua mình có mua ở cái áo này là áo nhận từ sự kiện hả? Quay, có xăm hình nữa kìa anh em. Ghê vãi, có xăm hình nữa nè. Wow. Tính ra là MediWorld giờ cập nhật nhiều những cái skin đẹp quá ha. Ở dưới đây còn rất là nhiều những cái skin khác luôn mà mình. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ mở một hai cái, tại vì tiêu đề là mình chỉ mua những cái skin của những của cái bản cập nhật mới thôi, còn cái này là cập nhật lâu rồi cho nên mình nghĩ là mình không mua đâu, nhưng mà để xem có cái nào đẹp mình mua cho các bạn xem luôn nha. Để mình tí nữa mình vô mình mặc vô thử cho các bạn, những các bạn nào có ý định mua có thể mà xem thử nha. Đó, chẳng hạn như là cái nón này hả? Cái nón này nhìn không đẹp cho lắm nha. Ôi, bộ đồ này nhìn kiểu như là bộ đồ của gì Thái Lan nha. Thái Lan, welcome to Thái Lan. Đó. Cái mũ này mình mua rồi. Để xem. Ôi, có bộ đồ siêu nhân nữa nè. Cái này nhìn lạ nha. Ok, mua luôn. Mua luôn cho nóng, nhìn khá là dễ thương nè, mua luôn. Đấy, nhanh đi. Ok. Áo này tên là áo mini hero comeback. Ôi, áo hero anh em ơi. Vài bữa chắc mình làm cái series về siêu nhân quá, cho cả team hero mình mặc nguyên cái bộ này luôn. Đó. Cái tóc này. Ôi, tóc này. Anh em ơi, anh em nhìn cái tóc này quen không anh em? Anh em nhìn cái tóc này quen không? Nhìn giống tóc của ai anh em? Bạn nào biết cái bình luận cho anh biết cái tóc này nhìn giống tóc của ai nào? Mình thì mình thấy nó giống tóc của anh Khá Bảnh. Giống tóc của anh Khá Bảnh ghê luôn á. Nhìn khá là đẹp trai. Ok, để xem coi. Dưới đây nó còn có thêm những cái như là đeo lưng như cái súng nè. Cánh quạt bay nè. Đó. Ui, có cả cái cánh bằng cổ máy nữa hả? Wow. Tính ra là bản cập nhật mới này nhiều cái hấp dẫn quá nha. Wow. Để mình xem coi còn cái gì mà mình cần mua, mình thích mua, mình chưa mua không ta. Để xem coi. Cái tóc này hả? Tóc này màu hồng nhìn bê đê quá. Không được, không được. Có gì không ta? Xem coi. Có gì mình muốn mua, mình chưa mua không ta? Ôi, tính ra là bản cập nhật mới này nhiều cái hấp dẫn quá nha. Nhưng mà mình thấy có nhiều cái mình lại không muốn mua. Cái này là thời gian có hạn rồi, hết mua được rồi. Cái nón này nhìn bự quá ta. Hay mình mua cái nón này nha. Cái nón nhìn dễ thương nè. Mua cái nón này luôn, đợi làm gì nữa, mua luôn. Cái tăng. Ok. Cái đầu này nhìn khá là hip hop nè. Mà thôi chắc không mua đâu. Đầu đức vua thì mình đã mua rồi. Có cái đầu hoàng hậu mình chưa mua nè. Tại vì mình nghĩ là mình sẽ không đóng vai nữ đâu, cho nên mua làm gì. Ôi, cái nón này nhìn dễ thương nè. Wow. Nhưng mà mình nghĩ là khi nào cần thì mình mua thôi. Bây giờ mình nghĩ là mình có nên mua cái con này không ta? Mình đang rất là phân vân anh em ơi. Mình không biết là mình có nên mua cái con này không nhờ. Thôi lỡ hứa là sẽ mua toàn bộ những cái skin trong cập nhật này thì thôi mình mua luôn cho nó đủ luôn toàn bộ. Ok, mua luôn. 400 xu của tôi. Mất 400 xu rồi. Con này có tên là Mel Raker gì nè. Racing Boy hả? Hay là Racing Girl. Cái này gọi là Racing Girl anh em ơi. 400 xu của tôi. Trời là trời. Ok, mua luôn. Ok. Ok anh em ơi, thì mình đã mua được rất là nhiều những cái skin trong bản cập nhật mới đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ mặc vô để cho anh em xem thử coi là liệu nó có đẹp hay không nha. Ok, let's go. I'm not afraid to die.
club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. I'll take my hand, stop and find the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. May be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every night is covered in something new.